Xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng các đồng chí đang theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi dành thời lượng chương trình để phản ánh hoạt động huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ năm 2020. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, từ đầu tháng 6 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt triển khai công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Bước vào huấn luyện mới năm nay, với phương châm đổi mới toàn diện, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tháng 6, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nắng nóng kéo dài. Tại địa điểm huấn luyện của lực lượng dân quân cụm 3, gồm các phường Đông Lễ, Đông Lương và phường 2 của thành phố Đông Hà. Tinh thần học tập rèn luyện của những chiến sĩ sao vuông diễn ra rất sôi nổi, hào hứng. Những động tác cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, trang bị được các cán bộ chiến sĩ dân quân chăm chút theo dõi, tập trung ôn luyện, bình tĩnh, tự tin, thực hiện thành thạo các yếu lĩnh, động tác theo nội dung yêu cầu huấn luyện. Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, bản thân tôi rất vinh dự khi được kết nạp vào lực lượng dân quân năm 2020. Bản thân tôi cũng như các chiến sĩ dân quân đem hết những cái kỹ năng, kiến thức về chính trị quân sự đã được học tập trở về địa phương để áp dụng vào thực tế. Tại vị trí huấn luyện điều lệnh, đội ngũ từng người không có súng. Sau một huấn luyện lý thuyết nội dung, đi đều đứng lại, chuyển sang phần thực hành, dưới sự điều hành của cán bộ chỉ huy, các bộ phận về vị trí được phân công, nhanh chóng tổ chức luyện tập. Bằng sự nỗ lực, trách nhiệm, chung sức đồng lòng của cán bộ chiến sĩ cùng huấn luyện ba nói riêng và lực lượng vũ trang thành phố nói chung, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, góp phần chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ 13, đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống khi có lệnh của cấp trên. Trên thao trường luyện quân của những chiến sĩ tự vệ thành phố Đông Hà, không khí thi đua huấn luyện cũng không kém phần sôi nổi. Ở các nội dung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện thể lực, các chiến sĩ tập trung ôn luyện các tư thế, động tác kỹ thuật cá nhân. Nhiều chiến sĩ thể hiện ý thức học tập nghiêm túc, chịu khó dành thời gian thực luyện, quyết tâm giành kết quả cao ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị tự vệ ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh còn tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ tài sản, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời cơ đồng phối hợp với các lực lượng chuyên trách ở địa phương làm tổ công tác tuần tra, bảo vệ khu vực sản xuất, giải quyết tốt các tình huống liên quan đến công tác quốc phòng an ninh. Sau khi được đứng vào hàng ngũ của lực lượng dân quân tự vệ, tôi cảm thấy thật vinh dự và hào hứng khi được tham gia huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đông Hà. Tôi sẽ cố gắng tiếp thu những nội dung truyền đạt của các giáo viên để áp dụng phù hợp với cơ quan đơn vị mình khi có tình huống xảy ra. Từ đầu tháng 6, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh được tổ chức huấn luyện tập trung. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt xây dựng kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ chặt chẽ, khoa học theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng. Trong đó chủ trọng huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng và dân quân biển sát với yêu cầu, đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng địa bàn. Trước khi bước vào mùa huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị quán triệt đầy đủ, sâu sắc chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và coi đó là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, thường xuyên duy trì chặt chẽ và thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm, trọng điểm để phân công giáo viên có trình độ, kinh nghiệm đảm nhiệm lên lớp. Các đơn vị coi trọng đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện theo phương châm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp,
huấn luyện kỹ chiến thuật kết hợp với chuyên môn nghiệp vụ sát với thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trước khi bước vào mùa huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội thi mô hình học cụ, tập huấn, thao giảng cho cán bộ, cơ quan, chỉ huy trưởng, chính trị viên, chỉ huy phó, chính trị viên phó, các xã, thị trấn, tự vệ cơ quan, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, vật chất, thao trường, phục vụ huấn luyện. Với mục tiêu, lực lượng dân quân tự vệ nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ sở. Điểm nổi bật trong mùa huấn luyện năm nay là hệ thống sổ sách giáo án huấn luyện đã được các cơ quan đơn vị chuẩn bị kỹ, có sự đổi mới về nội dung, hình thức giáo dục, huấn luyện phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng. Để đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện chặt chẽ, chất lượng, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động làm tốt công tác điều chỉnh đội ngũ cán bộ huấn luyện, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị vật chất, sẵn sàng đầy đủ vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Năm 2020, công tác dân quân tự vệ tiếp tục được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chính trị tỉnh. Trong đó, việc nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu cho lực lượng vũ trang nói chung, dân quân tự vệ nói riêng được xác định là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hiện nay. Ngay từ đầu năm, Bộ Chính trị tỉnh đã quán triệt và bám sát mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, chỉ lệnh hướng dẫn của các cấp về công tác dân quân tự vệ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tập trung quán triệt phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng. Theo đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ Chính trị tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện và tổ chức tập huấn cán bộ, tiến hành huấn luyện điểm, rút kinh nghiệm, sau đó mới triển khai huấn luyện cho các đối tượng. Đồng thời, Bộ Chỉ huy tỉnh cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp việc tổ chức huấn luyện ở các đơn vị cơ sở, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót. Đến nay, các huyện, thị, thành đã hoàn thành việc tổ chức huấn luyện cho đối tượng dân quân năm thứ nhất và đang tiến hành huấn luyện cho các đối tượng dân quân tự vệ còn lại. Qua kiểm tra đánh giá kết quả các nội dung huấn luyện, có 100% các đơn vị đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi. Các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Với kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng, tổng hợp sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho lực lượng vũ trang của tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, hưởng tới chào mừng đại hội đảng các cấp, lực lượng dân quân tự vệ các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức ra quân chỉnh trang, xây dựng nông thôn mới, tiến hành tổng dọn các tuyến đường, khơi thông cổng rãnh, đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh, làm sạch đẹp các nghĩa trang, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, phụ giúp sản xuất tại các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Hiện nay, công tác huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ đang bước vào những ngày cao điểm. Kết quả của mùa huấn luyện sẽ là động lực để cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục thi đua, giành nhiều thành tích mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.